Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình Radio Tư vấn Online của công ty Tư Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Hôm nay, Tư Đại Dương sẽ gửi đến các bạn những thông tin hấp dẫn về du học Singapore với ngành xây dựng. Các bạn sẽ được chuyển tiếp sang các trường đại học danh tiếng của Mỹ với ngành này, đồng thời được thực tập hưởng lương $15 cho 1 giờ, cơ hội nhận được bao lì xì trị giá $1,888 Sing. Nhu cầu việc làm trong ngành xây dựng đang nằm trong top những ngành hot nhất hiện nay. Tính đến năm 2015, ngành này sẽ cần 1,68 triệu lao động trong ngành. Tuy nhiên, chỉ có 11,8% trong số đó là đã qua đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học. Nói cách khác, Việt Nam đang thiếu trầm trọng kỹ sư và lao động có chuyên môn trong ngành xây dựng. Trong khi đó, ngành xây dựng của Singapore lại rất phát triển. Đó cũng là lý do mà dạo gần đây, đất nước Singapore được khá nhiều bạn trẻ lựa chọn học ngành kỹ thuật xây dựng. Và Học viện Quản lý Nanyang là trường nổi tiếng với chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành duy nhất chỉ có tại học viện quản lý này. Học sinh sau khi hoàn thành chương trình cao đẳng xây dựng tại NIM sẽ được chuyển tiếp qua học chương trình của trường State of Indiana, USA trong một năm để hoàn thành chương trình cử nhân. Hướng dẫn về thủ tục hồ sơ du học Singapore như thế nào, các bạn vui lòng liên hệ qua hotline 0996277629 và 0166515771. Trường NIM sẽ hỗ trợ học sinh về các vấn đề liên quan tới trường và thời gian học một năm học lý thuyết, 6 tháng thực hành với mức lương $15 một giờ. Khóa học kỹ sư xây dựng tập trung hướng sinh viên cách tiếp cận sáng tạo trong việc lập dự án và quản lý hiệu quả các khoản chi phí và tiến độ của dự án, trong khi vẫn đạt được các tiêu chuẩn an toàn, chất lượng, các yêu cầu về môi trường và các quy định khác. Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ vững vàng cả về lý thuyết và kỹ năng thực tế, có thể tự tin tìm việc trong ngành xây dựng hoặc tự kinh doanh trong ngành này. Ngoài ra, để chào đón năm mới năm 2015, Nanyang đang có nhiều ưu đãi và nhiều bao lì xì gửi tặng các bạn, như là khóa cao đẳng giảm 50% phí đăng ký tặng bao lì xì trị giá $888, đại học giảm 50% lệ phí đăng ký tặng bao lì xì trị giá $1,888, chương trình MBA giảm $5,000 cho học phí. Và những lý do bạn nên chọn học ngành kỹ thuật xây dựng tại Học viện Quản lý Nanyang. Vì NIM là trường duy nhất tại Singapore đào tạo ngành kỹ thuật xây dựng, đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp nhiệt tình, học vấn cao, sinh viên được đi thực tế tại các công trình tại Singapore, thời gian học hợp lý, thay vì việc phải bỏ ra từ 3 đến 4 năm để có được bằng xây dựng tại Việt Nam, sinh viên chỉ cần mất 24 tháng để hoàn thành khóa học cao đẳng xây dựng khi đến với Học viện NIM. Bởi đào tạo tại Singapore không kéo dài các kỳ nghỉ giữa kỳ, nghỉ hè lâu dài như ở Việt Nam, nhu cầu việc làm trong ngành xây dựng đang nằm trong top những ngành hot nhất hiện nay. Đặc biệt, sinh viên sau khi ra trường sẽ có thêm chứng chỉ hành nghề, có thể làm việc tại Singapore hoặc nhiều nước khác. Sinh viên cũng có thể học tiếp lên chương trình tại Mỹ hay là ở Anh Quốc. Và khi cần được hỗ trợ các thủ tục về hồ sơ du học, điều kiện nhập học của các trường ở Mỹ, Úc, Canada, Singapore, v.v., các bạn hãy liên hệ ngay với đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương qua hotline 0996277629 và 0166515771. Hoặc các bạn có thể truy cập vào các website của công ty tandaiduong.edu.vn và tddvn.com. Xin lưu ý với các bạn là hiện nay công ty Tân Đại Dương chỉ có 3 nơi và không có chi nhánh ở các tỉnh phía Bắc. Chia sẻ về du học của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương mời các bạn cùng trò chuyện với em Trần Long Giang, vừa nhận được sự chấp thuận của lãnh sự Singapore. Và ngay bây giờ đây thì mời các bạn cùng trò chuyện với em Long Giang nhé. Chào Giang. Chào chị. Em giới thiệu đôi nét về bản thân em. Chào mọi người, mình tên là Trần Long Giang, năm nay mình 21 tuổi và hiện mình đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình sở thích của mình là chơi thể thao vào lúc mình rỗi và hay là tò mò về các vấn về đồ điện tử, vi tính. Thực ra lúc đầu mình tính đi là New Zealand và mình tính tự làm cái appline của mình, nhưng mà sau khi tham khảo trên mạng mình quyết định chọn trung tâm Tân Đại Dương, gửi gắm trung tâm Tân Đại Dương để hoàn thành hồ sơ cho mình. Lý do tại sao em chọn Singapore làm điểm đến để du học? Singapore nó rất gần với lại Việt Nam, và em bạn bè em bảo là Singapore nó có khí hậu rất là giống Việt Nam, rất là giống thành phố Hồ Chí Minh, và có rất nhiều người châu Á, nên em nghĩ là em có thể thích nghi nhanh hơn.
và có thể thời gian rảnh thì em có thể về Việt Nam để thăm gia đình. Qua bên sinh thì mình sẽ học cái ngành gì bên đó Giang ha? Em qua bên sinh em sẽ học ngành truyền thông marketing. Truyền thông marketing là một ngành có thể gọi là mới ở Việt Nam. Nó sẽ có, em tin là nó sẽ phát triển dù là trong cái thời điểm này kinh tế hơi trì trệ, nhưng mà ngành truyền thông marketing vẫn có chỗ đứng để phát triển và có nhiều cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp. Cái cảm nhận của em khi làm hồ sơ tại Tân Đại Dương là như thế nào? Dạ, được tư vấn rất nhiệt tình và hồ sơ được hoàn, em chỉ cần nộp một số hồ sơ, một số giấy tờ đơn giản là trung tâm sẽ giải quyết hết tất cả hồ sơ cho em. Em được chị Ly, chị Cầm Ly là hướng dẫn trực tiếp cho em, và bất cứ có một cái thắc mắc nào em gọi cho chị Ly đều được chị giải đáp rất là nhiệt tình. Hồ sơ thì hoàn thành rất là nhanh chóng, trong vòng chỉ khoảng 3 tuần đúng với là em đã được nhận được kết quả để được chấp thuận đi Singapore. Cái dự định trong tương lai của em thì sau khi học xong đi Singapore thì như thế nào? Nếu mà có thể thuận lợi thì em tính là sẽ học tiếp thạc sĩ bên Singapore. Còn vấn đề việc làm thì em nghĩ nếu tìm được việc làm ở Singapore rất tốt cho kinh nghiệm của em, nhưng em mai mốt em sẽ trở lại Việt Nam để cống hiến cho đất nước. Rồi, chị cảm ơn chia sẻ của Giang nha. Chúc em ở Singapore học tập thật tốt bên đó ha. Và vừa rồi thì các bạn cũng vừa lắng nghe chia sẻ của bạn Giang về cái quá trình làm hồ sơ của mình thì như thế nào. Và để được hướng dẫn chi tiết hơn về thủ tục hồ sơ du học Singapore hay là điều kiện đầu vào của các trường như thế nào thì các bạn hãy gọi ngay số hotline 0838484879 hoặc là 0838382080 để được các tư vấn Singapore của Tân Đại Dương hỗ trợ cho bạn.